Hello, Hồng An chào anh em. Và cũng mới hạ cục máy xuống thì tranh thủ quay cái sườn bốn món siêu cập này cho anh em mình xem chi tiết cho anh em ha. Và xe này là sườn bốn món, biển số Sài Gòn 4 số 1 chủ, công chứng, ủy quyền 19 năm. Hoặc anh em mua bán rút gốc Hồng An là hỗ trợ cho anh em mình hết cho anh em ha. Tổng chi phí của nó là 20 triệu nha anh em, cái sườn cọp. Xe đặc biệt là đời 95 số máy 02 đầu, anh em nhìn nó cái đời này nó rất là chắc chắn, nước sơn rất là dày. Đời 95 tem này anh em, đời 95 96 là cái tem này nè, đầu 02 03 nè, 04 05 nè. Chứ cái đời 80 đầu 81 đầu trở đi thì cái tem nó tem lửa anh em ha. Là mình sẽ quay rất là kỹ nha, anh em được thì ủng hộ shop nha, vì số lượng sườn này không phải nhiều đâu anh em, chỉ trên trả những con xe giá trị cao thì mới được những cái sườn như vậy thôi. Nhiều khi những anh em mua những con xe mà giá trị cao, xe cọp chưa chắc cái sườn đẹp đâu anh em, cũng do cái người ta bảo quản nữa một phần nữa anh em. Quay rất là kỹ anh em ha. Xứng đáng anh em bỏ số tiền ra anh em về mua cái sườn này về dựng lên những con xe cọp, xe sưu tầm, xe kỷ niệm nhà mình đó anh em. Cần một cái sườn đẹp thì liên hệ mình, cái sườn này là bao hàng luôn, là đúng hàng, bảo hành cho mình trọn đời anh em. Cái sườn này bảo hành trọn đời luôn nha. Khỏi coi anh em ha, như mới. Bên trong rồi. Một khung lỗ như em ha. Dơ thôi. Cát còn bên trong. Thì ở đây là Hồng Mai cũng nói rồi, chủ xe chét những cái keo silicon đó anh em. Chét những cái keo mà silicon mà dán hồ cá đó anh em. Em thấy không? Hồng Mai mới lột nhẹ thôi mà nó mới mới tinh cái này nè. Mới khử một lớp ra thôi mà nó mới như cái này nè anh em. Anh em nhìn đi, anh em lột ra hết nó như thế nào anh em ha, mình cũng không có rảnh để lột. Mới tinh nè. Thì cái sườn này mình bán 20 triệu là bao gồm đưa cho anh em mình cái chẳng ba, có chẳng ba cho anh em luôn nha. Sơn bao bao dày luôn, sơn bao dày bao đẹp. Quay tới cỡ này thì anh em hiểu là cái sườn nó như thế nào rồi nè. Cái râu bát bắt ba cái dây điện sườn nó còn nguyên hết, cả nông sườn, ống sườn, gầm sườn. Anh em có thể xem rất là kỹ. Không ăn rã những con xe mà để lấy sườn bốn món phải cỡ cỡ này mình mới rã anh em ơi. Anh em về ráp với con xe sưu tầm của anh em kỷ niệm đó anh em, về ráp lên được cái vàng gầm vàng cốt này kia nó còn chắc chắn, không bị xé bị mục nên ha, không xé không mục nha anh em, rất là chắc chắn. Đặc biệt là cái sườn này nước sơn nó còn như mới, sơn sườn nó còn đậm anh em ha, anh em đi thêm 5-10 năm nữa nó cũng còn đậm, chỉ sợ anh em mua những cái sườn mà nó bạc nó bay anh em. Anh em ráp lên chiếc xe nhìn nó cũ lắm, tem nó còn đủ hết, tem còn đủ, tem zin anh em ha, tem zin chẳng ba để tặng cho anh em luôn rồi, chẳng ba chén cổ để nguyên cho anh em về ráp cho nó tiện. Thì đúng là chẳng ba này cũng bán được 1 triệu mấy 2 triệu anh em, chẳng ba này chẳng ba zin mà đâu nó còn nè. Còn ghi đông này anh em nào chốt mình bán 1,5 triệu nha anh em ha, nguyên cái ghi đông luôn nha anh em.
ghi đông sợi khỉ đi chung 1,5 triệu thôi à. Còn nguyên hết râu ria, còn nguyên hết à. Không bị cong, rất là đậm à. 1,5 triệu. Anh em muốn biết đẹp xấu anh em nhìn đó, để mình quay anh em không phân biệt được đâu nè. Mình giá cái này lên anh em mới biết được cái sườn nó, cái độ màu của chiếc xe. Chứ mình quay ban đêm anh em ha, anh em coi cái độ màu của nó nè, nó chuẩn anh em, đúng không? Rất là dày à. Thì mình nhìn cái sườn biết liền à, một màu một à, à. Đó nè, như mới luôn đó nè, nó đậm như mới luôn đó. Mình ráp cái dàn nhựa lên anh em mới biết được cái độ đậm của cái sườn, đúng không? Chứ không có bị lệch màu nha anh em ha. À, sườn mà lệch màu là thua anh em ha, 2-3 màu là thua liền à. Đúng bộ combo của nó dàn nhựa đó anh em à. Thì cái gấp này mình cũng bán 3 triệu nha à. Anh em chốt cái gấp thì mình đưa anh em luôn, gấp 3 triệu nha anh em. Cặp bánh này 7 triệu nha anh em ha, cầm đùm niềm theo xe trùng mã luôn, 7 triệu số máy nè. Còn quá trời rõ nè, không có bị lạc mất số, không bị mất số anh em. Coi sườn quay cỡ này thì còn gì quay nữa nè, biển số xe của nó nè, một trụ tới giờ anh em ha, 461 trụ. Thanh long sườn coi, mình chưa rửa hết anh em ha, trong nó hơi dơ đó. Sườn cái này anh em kiếm khó lắm. Bây giờ thì thị trường những cái sườn mà làm đồng mà nó sơn nó dặm lại hết, biển số mà công chứng được rút gốc được cũng phải có 10 triệu rồi anh em à. Mà đã làm đồng đã dặm thì cái đuôi nó đâu còn đẹp, cái sơn nó đâu còn nguyên zin đâu anh em à. Cái sườn này xài thêm thời gian dài khi nào nó mới mục, mà nó đậm nữa. Rồi tiếp đến là cái gấp của anh em ha, gấp này mình bán cho anh em đúng 3 triệu mình mới chia hàng anh em chơi. Gấp không một tì vết luôn à. Nước sơn còn dày đẹp à. À, bên trong bên ngoài nè, đưa anh em cái bát luôn nha anh em ha, bát nó còn màu nè anh em, đưa anh em mình cái bát này luôn à. Đi combo như vậy đó anh em, cặp bánh nè, quay kỹ anh em xem nha, bánh anh em chứ sao trùng mã luôn anh em ha à. Siam Goshi à. Đùm thì có nói chung là như mới rồi, đùm này không có gì coi, không có một vết dợp vết bung luôn anh em à. Cam này hơi yếu anh em ha, cam này vẫn còn ok mà nó hơi yếu, nó bị xuống xét dài 3 cây, bị xét dài 3 cây nha anh em. Anh thấy cam zin không à, nhưng cái đầu cam nó sát lắm anh em, không có bị hở anh em ha à. Nó bị hở à. Xe này ra được cái cặp niềng đẹp, không một không lũng còn sáng bóng à. Đùm cũng đẹp, máy cũng đẹp luôn. 7 triệu là đưa cho anh em mình cái cùi đĩa luôn nha anh em ha, cùi đĩa cống tán nguyên combo luôn nha, cho anh em mình về ráp cho nó dễ à. Coi nè, đưa anh em cái bát má luôn, nguyên combo như vậy đó anh em, cốt canh ha, mà giá này nói chung là không có bớt nữa nha anh em. Rồi niềm chân gòi nè, 102 luôn nè, đúng với số máy luôn, 02 đầu niềm trước cũng vậy luôn nha anh em ha, 102
niền như mới luôn anh em nè, màu xi nó bóng sáng luôn đó, 30 năm anh em nhìn cái đùi nó như mới à, không phải niền nó bị xuống màu xuống rơm đâu nha anh em ha à, sáng bóng luôn đó, trước sau là đúng một cặp niền luôn, trùng mã trùng năm đúng đùm luôn. 7 triệu cho anh em ha, đưa cho anh em tất cả canh đồ cốt này đủ hết à. À, bên trước là anh em quay ra anh em dễ nhìn thấy nè, cốc cũng còn quay đàng hoàng anh em ha, ba anh em km là vẫn còn lên, cốc nhông trái khế rồi còn lên hết à. Tán zin nè, bát zin luôn nè, nó đùm còn đẹp lắm anh em à. Đùm nước sơn bạc rất là đẹp, cái nhũ của nó nhũ zin đó anh em, rất là đẹp, không có lỗi anh em ha. Kể ra bên trong này luôn nè, không bị bung không dợp luôn nè. Thì cái má đùm trước nó cũng ok lắm anh em. Nói chung là xe này mình bán là cưng cưng đói đó. Năm ra cái giá 7 triệu là mình cưng đói đó nha anh em ha. Nếu mà ngày thường mà không có những cái cặp này mình bán cũng cỡ xe lẻ ra bán cũng tiền không anh em. Cặp niền không là cũng đã 5 triệu rồi, cái đùm này cũng phải 2,5 triệu một cái. Tại do mình mua được chiếc xe mình cưng đó là cái giá đó. Anh em mua vậy anh em tốt hơn, được dùng hay hơn anh em. Ủa, chứ cũng đẹp lắm nha anh em ha. À. Đùm không? Đẹp. Không có một vết chày luôn anh em. Trời ơi cái đùm. Không anh em mua lẻ mình bán lẻ nha à, mình có bán lẻ luôn đi đó. Anh em muốn mua bánh trước hoặc mua một cặp nền hay là mua một cặp đùm một bộ câm này đó, tùy anh em thôi, mình xe lẻ luôn đó. Xe lẻ thì mình bán cho nó anh em mình dễ chọn lựa hơn ha đó. Dễ chọn lựa hơn nha, còn muốn mua nguyên cặp thì 7 triệu xe lẻ là mình sẽ tính giá khác đó. Cặp nền bộ câm cặp đùm đó, hoặc mua lẻ cũng bán luôn cho nó dễ cân đối anh em mình dùng nó hay hơn ha đó. Nhiều khi anh em mà bị cái niền trước anh em mua về cũng được nữa, xe lẻ bán đó. Rồi ok cho anh em ha, thì clip này cũng tương đối là dài đầy đủ hết rồi anh em đó. Thuộc sao thì mình bán 2 triệu anh em ha đó. Thuộc sao theo xe 2 triệu thôi anh em ơi, bảo hành là 3 tháng nhúng nha, thuộc trước cũng vậy nha, 3 tháng nhúng nhảy cho anh em mình yên tâm à, không có bị mạ rơm gì hết, còn đẹp lắm anh em à. Chỉ cái chỗ này nó hơi xuống màu thôi, tuần này trên đây nè à, hơi xuống màu chút xíu, một tuần là 2 triệu à, chừng ok anh em ơi, vậy thôi anh em ha à. Rất là đẹp, bảo hành cho anh em mình dùng là ok rồi à. Rồi anh em cảm thấy ok thì alo mình nha anh em ha, chúc anh em buổi tối vui vẻ nha, chút đồ cũng nhiều lắm anh em, mình từ từ mình quay ha. Rồi bye bye cả nhà, anh em muốn phụ tùng xe, linh kiện xe, máy móc xe liên hệ mình, máy móc thì mình bán cho anh em là những cục máy là đầu lòng dên lửa nồi đều được có hết, từ hàng trung bình khá đến hàng cọp, bảo hành 6 tháng cho anh em mình ráp. Anh em mình mà muốn mua vi cục máy qua shop mình thay cho anh em cũng được nữa, giữ lại lắp số mình sàn cho anh em hết, bảo hành tới 1 năm lần nha anh em ha. Anh em mình cần những cục máy cọp chẳng hạn như rim nè, vi cục máy nè đó, hoặc những bộ nồi hoặc những cái đầu lòng hoặc quay thái alpha ZX, tất cả các dòng xe số mình đều có đồ máy cho anh em ha. Anh em muốn qua sàn vi cục máy bên shop ráp cho anh em đủ đồ cho anh em mình ráp thành một cục máy hết, bảo hành 1 năm cho anh em. Thì đồ của mình là đa số rã cho những con xe cọp không à, quay thái rã cũng 30 mấy ngàn cây à, chất ít alpha đều rã cho những con xe đẹp đẹp không anh em. Đây mình lấy đồ của anh em ha, thì bảo hành cho anh em là bình thường lắm anh em ơi. Rồi tạm biệt cả nhà nha, bye bye.